ngày 1 tháng 7 năm 2022, huyện Ba Tri tổ chức lễ ra mắt quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Đình Chiểu. Đến tham dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, các đại biểu huyện Ba Tri, các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ quỹ. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã công bố giấy phép thành lập, công nhận điều lệ hoạt động và ra mắt ban sáng lập quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Đình Chiểu quỹ tạo nguồn tài chính để hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vừa khó học giỏi khen thưởng các em có thành tích xuất sắc trong học tập người có đề tài khoa học ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và những người tiêu biểu trong lĩnh vực y tế giáo dục văn học tại huyện ba tri hỗ trợ khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo đào tạo nhân lực nhân tài cho quê hương đất nước và thực hiện an sinh xã hội quỹ do phòng nội vụ phòng giáo dục và đào tạo huyện ba tri quản lý và được hình thành từ nguồn vận động quyên góp tài trợ của tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài quyện qua vận động, quỹ có được gần 1,5 tỷ đồng. Ban tổ chức trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, trao giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri cho các tập thể, cá nhân đã ủng hộ vật chất cho quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời, trao 30 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Cũng trong ngày 1 tháng 7 năm 2022, tại di tích quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức công bố trao kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới, quyển sách thư pháp Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam, Việt Kinh, đại diện các sở ngành tỉnh và huyện Ba Tri. Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển là quyển sách thư pháp khổ lớn gồm 200 tác phẩm do nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học thực hiện. Quyển sách có kích thước ngang 1,4 x 1,8 m, trọng lượng gần 500 kg. Nội dung quyển sách gồm hai phần, phần 1 mang tên Nguyễn Đình Chiểu danh tác là tập hợp những tác phẩm tiêu biểu do cụ đồ sáng tác. Phần 2 mang tên Ngưỡng vọng Nguyễn Đình Chiểu là những dần thơ ca ngợi, nhận định và cảm nhận của hậu thế viết về danh nhân. Quyển sách Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển đã được nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học trao tặng cho tỉnh Bến Tre đơn vị tiếp nhận là thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Sau thời gian kiểm tra hồ sơ cũng như quá trình thẩm định trực tiếp, tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung người thực hiện quyển thơ Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất đối với ông Vũ Đăng Học và quyển thơ Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất đối với thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre. Đồng thời, tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh đã phối hợp các đơn vị liên quan gửi đến hội đồng liên minh kỷ lục thế giới Working để xác lập kỷ lục thế giới thành công cho ông Vũ Đăng Học và đại diện thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho nhà thư pháp Vũ Đăng Học về việc hiến tặng hiện vật có giá trị về mặt văn hóa lịch sử cho thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre.